Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp giữa năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023. Tại kỳ họp sẽ xem xét thông qua 23 báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và báo cáo của các ngành tư pháp. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết và nhóm nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, như nhóm nghị quyết về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, nghị quyết thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2023, nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, nghị quyết quy định mức thu môn học tự chọn tiếng Anh thu đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết sửa đổi, quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện, tính khả thi, đồng thời đề xuất ra soát bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn đối với một số nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao đổi làm rõ hơn một số vấn đề về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, một số nghị quyết liên quan đến nhóm chính sách về bảo trợ xã hội, hỗ trợ về phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội, mức chi cho công tác xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trên cơ sở ý kiến, góp ý của các đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thiện nội dung các nghị quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương chính sách, đảm bảo nguồn lực thực hiện và có tính khả thi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng góp ý nhằm nâng cao chất lượng nội dung chất vấn tại kỳ họp, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ngành, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu mong mỏi của cử tri phát biểu kết luận hội nghị đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bùi hoàng hà ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu đồng thời trao đổi làm rõ thêm về thẩm quyền ban hành các nghị quyết nguồn lực thực hiện việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chất vấn tại kỳ họp đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ban của hội đồng nhân dân tỉnh tập trung làm tốt việc thẩm tra các báo cáo tờ trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng